Xin chào tất cả mọi người. Trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ đi ra bên ngoài cái cửa hàng để bán kêu bán cái chiếc máy này của mình. Ở trong này là cái chiếc này là cái chiếc thứ hai trong ba chiếc mình muốn bán. Hôm qua thì mình đã có một cái video để quay về cái chiếc đó rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video thực tế luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi từ từ đi. Mình đi ở ngoài trước. Mình sẽ đi từ Vàng Long trước. Thì á, thấy đa số mọi người, tất cả mọi người đi xem máy á, đầu tiên sẽ chắc là xem bánh trước đi. Vàng Long ở ngoài trước, bánh trước xong rồi đến già. Bây giờ mình đi là cái bánh sau đi. Vậy thấy cái bánh không được. Thì cái này là không phải cái bánh zin của con này nha. Cái này là bánh gai móc này mình thay. Con này nó sẽ là gai lì. Cái bánh này nó không, nó là 18/4/28. Gai thì còn rất là cao và nó phù hợp cho những cái anh nào mà ở cái vùng mà giống như cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này. Thì một cầu, những cái gai này nó sẽ cao hơn và nó tăng cái độ bám đường hơn. Nhưng mà chạy trên đường thì nó cũng khá là tưng. Nếu mà có điều kiện thì mọi người có thể đổi qua những cái gai gọi là gai lì để mà nó giảm cái độ tưng đi. Nhưng mà gai này chạy đất ruộng, chạy sới để hoặc là ủi như thế này thì nó tuyệt vời rồi. Cái giá cái cặp vỏ mới này hiện tại là đâu đó cũng khoảng đâu 20 đúng không? Tầm 20 triệu á. Rồi đến cái phần vỏ trước nè. Vỏ trước này thì nãy là vỏ zin của nó. Và cái độ gai của nó còn khoảng hơn nửa lóng tay á. Nhưng mà mình chỉ xem bao nhiêu thôi. Chứ thường thì cũng ít ai coi vỏ nhiều. Bây giờ mình một cái nữa mấy ổng hay quan tâm đó chính là cái dè. Bây giờ mình lại mình xem dè trước đi. Dè thì đối với cái dòng máy này á, hiện tại thì nó chạy cũng khoảng mấy ngàn giờ rồi. Với lại cái vùng đất của mình là lúc thì đất phèn, lúc thì nước phèn, lúc thì nước mặn, lúc thì nước ngọt. Nên nó không thể nào mà giống như những cái anh ở vùng cao mà có được cái gọi là cái môi trường tốt để mà dè nó còn nguyên. Thì dè này lúc thì nó chảy nước, lúc nó chảy khô, mọi người cũng nhìn thấy là nó có bùn sình à. Thì đây, những cái này là do những cái phèn đó nó làm nên nè. Và nói chung là nó có bị ảnh hưởng, nó bị lủng lỗ những cái chỗ đó. Và chứ không phải là cả cái dè nha, bị vị trí này thôi. Và nhưng mà cái dè này thì nó còn cũng khá là ok, nó ngon hơn cái dè hôm qua. Nhưng mà dè hôm qua thì nó cũng không phải là bị cái vấn đề mà do mình chạy nhiều, mà do nó bị hóa chất. Còn bên này thì do nó bị nước khá là nhiều. Nhưng mà nhìn tổng thể thì nó cũng khá còn rất là dày. Nó không đến nỗi là dè nó quá trời bị gọi là hư hại quá nặng. Nghĩa có thể quay bên đó cái quay mấy cái dè dè đó đó cho người ta xem. Lên đây nè. Trên này thì dè trên này thì nó vẫn còn nguyên, chẳng qua là nó bị chốc nước sơn thôi. Người kỹ thì người ta xài, người ta không có để gì lên. Còn ai không kỹ thì để cái này cái kia lên rồi nó chốc nước sơn. Sẵn đây trên này thì mình sẽ quay luôn những cái gọi là ở bên ngoài tiếp tục, rồi chút xíu mình sẽ đời máy lên, mình nổ máy lên. Ở đây nó có cái táp lô này. Táp lô này ở đây nó còn đầy đủ tất cả các vị trí như là đèn báo dừng khẩn cấp, nhan, hoa lăng và thắng tay. Còn mặt kính thì còn y thinh. Chắc là bây giờ mình sẽ nổ máy lên đi. Xem một cái máy thì chắc là sẽ nổ máy lên thì nó sẽ thực tế hơn. Qua đây nhé. Đây nè. Đây. Thì vừa rồi là mình đã vừa nổ máy lên để cho mọi người xem. Mình chỉ lên ga nhẹ vài cái để mọi người xem và cảm nhận cái độ bùng của nó như thế nào. Và cái âm thanh động cơ của Jolle chắc chắn sẽ khác những cái dòng máy khác vì nó là đặc chủng là ba máy. Nó ba máy và cái tông của nó sẽ lớn hơn, cũng như là cái hành trình của nó có thể dài hơn chút xíu so với những cái dòng bốn máy giống như là Kubota. Sẵn đây mình test cái hoa lăng này luôn. Hoa lăng thì mọi người có thể nhìn ở cái bánh và cái hoa lăng này nó di chuyển cùng lúc hay không, để xem cái độ rơ của nó có nhiều hay không. Ở đây thì cái việc mà mình lái hoa lăng thì nó cũng chuyển động đồng thời, cũng giống như là chuyển động đồng thời cùng với cái bánh luôn.
thì sẵn đó sẽ quay cái la mũi đầu. Ở đây có chế một cái la mũi đầu bên tay phải nè, dưới đằng số đây. Đây là mình có chế la mũi đầu bên tay phải đằng số, mọi người sau này thì có thể sử dụng. Nói chung là cái đường nhớt này sử dụng bình thường á. Giờ đến BTO cũng ra phía sau này nhỉ, BTO á ở phía sau này nè, quay chỗ khúc này cái nghĩa ơi, đây là khúc này cái, quay chỗ cái BTO này cái đây, đây nè. Rồi đây vị trí này nè, đây là cái gọi là cái cầu giao BTO, tức là cầu giao xới, và máy mình thì nó chỉ có một số xới thôi, 53 thì nó sẽ có một số xới, một số xới, và nó là ly hợp kép nha. Ly hợp kép tức là khi mình cắt qua da, mình cắt qua da thì ly hợp nó sẽ cắt, nhưng mà xới thì nó sẽ không có cắt. Xới thì mình sẽ cắt bằng cái cầu dao này. Bây giờ thì mình sẽ bên lên để mà cho cái video nó hoạt động để mọi người xem. Rồi ra sao em? Rồi bây giờ là bây giờ mình test cái BTO của nó. Thì khi mà gặp BTO mọi người nhớ chú ý, tại vì nó cũng là những cái bánh răng khớp á, nên mọi người gặp cái cần đầu dao á nó nhẹ xuống thôi. Khi nào mà cảm thấy cái đuôi chuột nó quay á thì mình hãy gặp mạnh xuống để cho nó vào khớp luôn, để bảo đảm cái máy mình nó hoạt động tốt nhất, đừng có gặp mạnh một cái sực nó có thể là mẻ dẻ. Rồi có thể quan sát thấy là cái BTO của dàn sới mình nó hoạt động một cách bình thường, đuôi chuột hoạt động một cách bình thường. Thì đây là máy mình là 55 HP, và nó sẽ mang một cái gọi là dàn sới này, là dàn sới này 2m2, dàn sới 2m2 và bông chục của mình là 2m đó. Thì cái việc mà nó sới thực tế thì chắc là mọi người xem những cái video sau, tại vì hiện tại đất này đất của người ta nên rồi có thể xem những cái video sau. Bây giờ thì chắc là mình chết bao nhiêu thôi, khi mà mọi người xem ngoại thất bao nhiêu thôi. Còn về cái việc mà bơm bọng thì là tất cả đều xin hoàn toàn. Qua đây cho coi người ta coi bơm cái nghĩa. Bên này nè. Đây vị trí này là bơm của Hyundai mình. Bơm này là bơm nó cùng lốc máy luôn, và nó zin hết, zin hoàn toàn hết. Thì tất cả đồ trên này là đồ zin của máy hết. Và khi mà mọi người cần một cái vấn đề gì đó thì mình tắt máy đi. Khi mà mọi người cần về phụ tùng của Hyundai thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi. Ở đây thì mình có đầy đủ tất cả các phụ tùng của máy luôn. Vì thế là giá cả của nó sẽ rất là gọi là rất là rẻ so với những cái thị trường ở bên ngoài. Khi mà mọi người mua máy ở đây thì được hỗ trợ những cái phụ tùng. Thì đây là một số cái chia sẻ của tôi. Nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu thì có thể đến đây để xem cái chiếc máy này. Và cái việc đến đây mình sẽ thương lượng thêm về những cái dàn sới hoặc là những như là những cái lam ủi. Còn bây giờ thì chắc là xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau. Nhớ đăng ký và like cái kênh này để mà nhận được những cái thông báo mới khi mà tôi ra video. Xin chào và hẹn gặp lại.